Viên thông bảy đại. Viên thông hỏa đại. Osho Sakma. Kinh văn. Osho Sakma đến trước Phật. Osho Sakma đến trước Phật, chắp hai tay đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch rằng: Con thường nhớ trước đây, trong nhiều kiếp xa xưa, tánh con nhiều dâm dục. Có Đức Phật ra đời, hiệu là Không Vương, nói rằng: Người đa dâm giống như đống lửa dữ. Ngài dạy con quán khắp hơi nóng lạnh trên khắp trăm vóc tứ chi. Giảng giải. Osho Sakma là một vị thần Kim Cang hộ pháp. Ngài là một trong những vị mà trong kinh này thường gọi là Kim Cang mật tích, có nghĩa là vị hộ pháp. Lịch sử của các vị hộ pháp này như sau: vô lượng kiếp trong quá khứ, có một vị chuyển luân thánh vương mà người vợ đầu ông sinh được 1000 người con. Vị chuyển luân thánh vương này là người thấm nhuần Phật pháp. Ông bắt các con của mình rút thăm, và chúng phải tu hành thành Phật theo thứ tự số thăm mà họ đã rút được. 1000 vị Phật của kiếp này, tức hiền kiếp, chính là những con trai của chuyển luân thánh vương ấy. Đức Phật Kona Hamoni Kanaka Muni Buddha thành vị Phật đầu tiên, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư của tinh tú kiếp, là vì đó là lúc mà chư Phật và hiền thánh xuất hiện ở thế gian. Người vợ hiện ở thế gian. Người vợ khác của chuyển luân thánh vương có 2 người con trai. Người anh phát nguyện rằng khi 1000 người anh của mình đã thành Phật hết rồi sẽ đi đến quốc. Người em phát nguyện khi 1000 người anh của mình đã thành Phật sẽ đến để hộ trì cho họ. Người này chính là Kim Cang lực sĩ. Tại sao ở đây lại nói đến trước Phật chứ không nói từ chỗ ngồi đứng dậy? Là vì Kim Cang lực sĩ là thần hộ pháp, và thần hộ pháp thì không thể ngồi khi có sự hiện hữu của chư Phật, họ phải đứng. Họ không được phép ngồi trong chúng hội của chư Phật. Như loài ma, không những họ không được phép ngồi mà thậm chí còn không được phép đứng, họ phải quỳ. Các vị hộ pháp phải quỳ khi nghe giảng pháp. Trong các pháp hội giảng kinh, có rất nhiều loài ma quỷ đang quỳ quanh đây để nghe giảng kinh. Nếu quý vị không nghe thấy được chúng, đó là do quý vị không học được cách nói như tôi dành cho chúng. Quý vị có thể hỏi những đệ tử của tôi đã được khai ngũ nhãn, họ sẽ nói cho quý vị nghe. Osho Sakma đến trước Đức Phật, chắp hai tay đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch rằng: Con thường nhớ trước đây, trong nhiều kiếp xa xưa, tánh con nhiều dâm dục. Người này có lòng dâm dục rất mạnh, ông ta bị ám ảnh bởi phụ nữ. Có lẽ ông ta bị di truyền tính này từ người cha của ông, tức là vị chuyển luân thánh vương. Có lòng dâm dục rất mạnh. Lúc ấy, có Đức Phật ra đời, hiệu là Không Vương. Ngài giải pháp cho con. Ngài nói rằng người đa dâm giống như đống lửa dữ. Trong tương lai, họ sẽ bị đọa vào địa ngục và bị thiêu đốt bởi lửa dữ. Đức Phật Không Vương dạy con quán khắp hơi nóng lạnh trên khắp trăm vóc tứ chi. Tại sao con người lại có lòng dâm dục mạnh mẽ? Vì nó đến từ lửa dục, fire desire, trong thân thể. Thế nên Đức Phật Không Vương đã dạy Osho Sakma xoay trở lại tánh sáng suốt và nhìn vào tính lửa trong thân thể. Osho Sakma đã thấy được lửa dục trong mình. Kinh văn: được giác tánh sáng suốt ngưng lặng bên trong lửa trí huệ. Từ đó, mỗi khi chư Phật triệu mời con, thường gọi là triệu mời con, thường gọi là hỏa đầu. Giảng giải. Con quan sát tính lửa trong thân con. Sau một thời gian, con ghê tởm nó và được báo động về nó. Con không còn thích những niệm tưởng dâm dục nữa. Con dần dần xa lìa được chúng. Khi nó đã không còn nữa, thì con được giác tánh sáng suốt ngưng lặng bên trong. Osho Sakma phát ra tánh sáng suốt từ bên trong. Tâm đa dâm hóa thành lửa trí huệ. Có sự chuyển hóa xảy ra
từ tâm niệm ám ảnh bởi dâm dục, nó đã chuyển thành lửa trí huệ. Từ đó, mỗi khi chư Phật triệu mời con, thường gọi là hỏa đầu. Chư Phật thường gọi Oshosakma là hỏa đầu kim cang. Kinh văn: Con dùng sức hỏa quan tam muội mà thành A-la-hán. Tâm phát nguyện lớn rằng, khi chư Phật thành đạo, con sẽ làm vị lực sĩ thân cận chư Phật, hàng phục ma oán. Giảng giải: Con dùng sức hỏa quan tam muội mà thành A-la-hán. Khi chư Phật thành đạo, con sẽ làm vị lực sĩ thân cận chư Phật, hàng phục ma oán. Hàng phục ma oán. Khi 1000 đức Phật trong hiền kiếp đã thành tựu đạo nghiệp, con phát nguyện sẽ làm vị kim cang đại lực sĩ, là đại hộ pháp, để uống dẹp mọi tà ma ngoại đạo. Kinh văn: Đức Phật hỏi về viên thông. Con dùng pháp quán sát hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông, không ngăn ngại. Khi các lậu hoặc đã tiêu trừ, liền phát ra lửa đại trí huệ quý báu, được bậc giác ngộ vô thượng, đó là đệ nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi các đệ tử về viên thông. Con dùng pháp quán sát hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông không ngăn ngại. Khi các lậu hoặc đã tiêu trừ, kết quả là hơi nóng trong thân đã chuyển thành lửa trí huệ, và tự tánh trong tâm là vô ngại thông suốt. Nó đốt cháy sạch mọi lậu hoặc của con, và liền phát ra lửa đại trí huệ quý báu, được bậc giác nhất. Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。